rồi, những người mà có cái học đi bên thì mới làm được thôi. Bây giờ tới luật rồi, chọn một con nha. Ok. Bên có cái luật mới làm được thiệt. Thì không, đi không? Vì em có cái luật mới làm được, em biết làm ăn không? Không, ý là bên đọc được suy nghĩ của rô á. Bên đọc được suy nghĩ của rô á. Ok. Đọc được suy nghĩ của rô á. Tại em có cái luật mà. Chọn một con đi. Thôi chọn một con đi. Không tin nhìn. Ok. Không nhớ không gì luôn, không gì luôn. Không gì luôn thiệt. Rồi sắp chơi rồi. Không. Đuôi đi, bên nó bỏ vô. Đuôi đây. Đuôi chậm chậm vô đây. Chậm chậm vô. Chậm chậm vô. Chậm chậm vô. Chậm chậm vô. Rồi ok. Làm cái gì đâu. Mày làm cái gì. Mày chuẩn bị lên coi nó thật à. Được. Mất nha. Dũng muốn coi thật không? Muốn. Xem con bình tập không nè. Đây, ba tụ. Đó, em chọn. Con của Rô chính là Hoàng. Bên nghi ngờ Hoàng. Bên nghi ngờ con này và con này. Khoan. Đừng khoan. Ở xéo. Mình sẽ chọn con của Rô trong lần nốt này. Con của Rô chính là con là Starkid. Starkid à. Đúng chưa? Chưa. Ôi chị Thủy quay, chị Thủy quay. Rồi vậy là mới được tiếp nè. Làm cái gì vậy? Giờ làm